Xin mời trên mà quý vị hướng mắt trên màn hình một đoạn video, một cái slide. Mà đây tôi sẽ chia sẻ cái lý do vì sao chúng ta không tự nhiên mà đột quỵ, không tự nhiên mà người đó sẽ ung thư đâu ạ. Nó sẽ có một cái lối sống. Và nếu như chúng ta nhìn ở trên này, chúng ta sẽ nhìn thấy ngày nay đây là thống kê của Hiệp hội Quốc tế. Hôm nay tôi đang muốn nói về giải pháp khoa học, chứ tôi không nói về một vài sản phẩm. Tôi không là cái người đi chia sẻ sản phẩm đâu ạ. Nên quý vị thật sự tập trung để biết được rằng là sự có mặt của quý vị ngày hôm nay là cái sự đứng lên cho gia đình mình, để gia đình mình hoàn toàn yên tâm, biết được ở trong tay của mình một cái chìa khóa để giải quyết cái vấn nạn này nó đang bủa vây xung quanh của chúng ta, nó âm thầm lấy đi tính mạng của chúng ta. Chúng ta không thể bất cẩn được đâu ạ. Và đây, ngày nay cái hội chứng rối loạn chuyển hóa, hội chứng rối loạn chuyển hóa là một cái vấn đề không thể tránh khỏi. Và 8 tỷ người, chúng ta đã đang rơi, 1,92 tỷ người đang rơi vào hội chứng rối loạn chuyển hóa. Đặc biệt là theo thống kê, người trưởng thành ở thành phố Hồ Chí Minh đang 36% người đang bị rơi vào rối loạn chuyển hóa. Dân số Việt Nam mắc tiểu đường là 7,3%. Và theo như tôi được biết, người dân ở xã Kim Bảng của chúng ta, ở Kim Bảng của chúng ta, không biết có chính xác không ạ, hình như là 9.111 người chúng ta đang sinh sống ở đây. Vậy thì cứ 4 người, vậy thì cứ 4 người lại có một người rơi vào rối loạn chuyển hóa. Chúng ta tính đơn giản nhất, cứ 4 người gần ngồi gần nhau thì có một người rơi vào rối loạn chuyển hóa. Và nó đến từ đâu ạ? Nó không tự nhiên mà xảy ra, nó đến từ cái nguyên nhân vấn đề sức khỏe toàn cầu do các yếu tố lối sống nghèo nàn gây ra. Và chúng ta cứ nhìn ở trên cái tấm bảng này, nếu ai ba trong 6 cái lối sống này là chúng ta đã rơi vào rối loạn chuyển hóa rồi ạ. Thứ nhất là dinh dưỡng nghèo nàn. Tôi đến đây tôi được tôi rất là thích khi được ăn những cái bữa ăn mà dân dã mộc mạc, có rất là nhiều, có rất nhiều những bạn trẻ thì lại cái theo cái style của mình, hoặc là đi ngoại giao, chúng ta đi làm việc chúng ta phải tiếp khách, thì trên cái bàn nhậu hoặc là ở trên cái bàn tiệc rất nhiều những cái thức ăn, nhưng liệu nó đẹp mắt đó, nó ngon miệng đó, nhưng liệu nó có đầy đủ dinh dưỡng không? Cho nên tôi không nói là bữa ăn của quý vị thiếu món, mà là dinh dưỡng nghèo nàn, vì nó có những cái thức ăn chế biến sẵn và chưa đủ chất. Món thì no bụng bát nhiều món, nhưng mà nói về chất, về dinh dưỡng thì chúng ta là bị thiếu. Chúng ta hãy để ý về điều này. Thứ hai là ngày hôm nay, đặc biệt các bạn trẻ hãy đang là ở những cái áp lực công việc, chạy deadline nè, rồi phải những cái liên tục cái áp lực ở trong công việc của mình, rồi lại một chút xíu ở trên Facebook nè, trên mạng xã hội nè, trên Instagram nè, trên Zalo, các bạn đã bị cái thời gian cuốn hút đi và các bạn thiếu ngủ, có đúng không ạ? Thiếu ngủ. Thứ ba là lười vận động. Chúng ta cứ nghĩ là chúng ta còn trẻ, chúng ta không sao cả, nhưng mà chính cái mỗi ngày một tí lười vận động đó thì nó xảy ra. Thứ tư, ô nhiễm môi trường. Ngày hôm nay ai dám nói chúng ta đang sống trong một cái môi trường không khí trong lành à? Chúng ta bị độc tố bủa vây, ô nhiễm môi trường từ nguồn nước cho đến không khí. Tôi có dịp đi ngang, tôi nhìn thấy cách đây vài tháng tôi ra Hà Nam Định. Tôi nhìn những cái ao hồ hình như là tù, những cái tù, ao tù. Và cái người dân ở đó thì họ lại sống bằng nghề chạm chỗ gỗ, và tôi thấy có quá nhiều hóa chất ở trong đó, và cái mùi thì thật sự khủng khiếp. Và tôi được kiểm tra ở đó, hầu như 10 người thì đang 8 người rơi vào rối loạn chuyển hóa. Thứ nhất, tôi thấy cái chỉ số đột quỵ và ung thư ở đó rất cao. Và về đây,
cũng đã bắt gặp được những cái mùi của cái nguồn nước. Tôi cũng đã nhìn thấy cái điều đó. Và đó là trong cái, chắc có lẽ là ở trong cái ngành nghề của mình, cho nên đi đâu mình cũng nhìn thấy cái sự trăn trở đó. Đó là một ô nhiễm môi trường. Thì cái lá phổi của chúng ta như thế nào ạ? Cái lá phổi của chúng ta, cái nguồn nước đưa vào trong cơ thể của chúng ta, nó lắng xuống cặn và nó làm cho những cái kim loại nặng, làm cho cái thận của chúng ta. Ngày nay trẻ hoặc là những người lớn tuổi họ chạy thận rất là nhiều, đúng không ạ? Đó là môi nhiễm môi trường. Và có ai dám nói lúc này là chúng ta không stress không ạ? Sau khi hậu Covid thì đã rơi vào rất nhiều những bạn trẻ trầm cảm và stress. Căng thẳng đến từ vấn đề nền kinh tế, căng thẳng về nguồn thu nhập, căng thẳng về mất việc làm, căng thẳng rất nhiều cái sự mà gọi là thanh trừng của cái công việc của chúng ta. Rồi cái thứ sáu, dùng nhiều hóa chất. Hóa chất ở trong đây nói chung là rất nhiều thứ. Nữ thì chúng ta hay make up, đúng không ạ? Son bôi, những cái thuốc trừ sâu, rồi tất cả những cái rau trồng và những cái khí thải, rồi thuốc tây đưa vào cơ thể chúng ta một cách rất là vô tội vạ. Chúng ta cảm cảm không biết là cơ thể của chúng ta như thế nào. Và tôi xin chia sẻ một tí xíu, nó rất là vui nhưng mà nó hình như nó đang dừng ở trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta cảm chạy ra nó, cô ơi bán cho tôi mấy cái liều thuốc cảm. Thì cái cô mà về bên dược á, cô cắt cho 7 liều 7 ngày. Thì nó nhiều quá, bớt lại cho tôi đi, tôi không đủ tiền. Cô cắt cho tôi mấy ngày thôi. Thế thì cô này lại theo yêu cầu của khách thì lại bớt lại. Là về thì lại thấy uống 2 ngày 3 ngày thì lại thấy đỡ rồi, lại không đi ra mua nữa. Đấy là chúng ta đã để cho cái gì ạ? Vi khuẩn và cũng như là cái virus nó lại bắt đầu nó biến thể, biến chủng và nó lại tăng lên thêm một cái cấp độ mới. Và chúng ta cảm thấy khỏe khỏe và giữ cái toa nó lại cất đi và nói là cái cô này bán mát tay thật. Lần sau là đến là nói là cô ơi lấy cho tôi y chang như vậy. Và cô này lại lấy nữa, sao cái lần này tôi uống tôi lại không thấy khỏe lắm. Lấy cho tôi mạnh thêm. Và cô này vô tình không biết được là đó là yêu cầu của mình mà. Thì cô này cắt cho cái gram, cái hàm lượng nó cao hơn. Chính vì vậy mà chúng ta là trở thành gánh nặng của lá gan, cũng như gánh nặng của trái thận. Vậy hôm nay chúng ta bất trọng, đừng để bất cẩn, hãy cẩn thận cái cách đưa cái những cái thuốc tây vào trong cơ thể. Phải có chỉ định và chúng ta hãy luôn tuân thủ. Tại sao nếu những người mà chúng ta bị cảm, tại sao những cái người mà về bên quầy thuốc tây, những nhân viên hoặc là những dược sĩ và họ đã đưa cho mình thường là 7 ngày, tại vì 7 ngày nó mới đủ để cho chúng ta được tiêu diệt những cái con vi khuẩn đó. Và những cái cảm sốt đó thì nó là những cái vi khuẩn. Đó là cái 6 cái lối sống này. Nếu ai vướng 3 trong 6 lối sống này là chúng ta đã đang rơi vào rối loạn chuyển hóa. Vậy thì ngày hôm nay kế tiếp thì cái vấn đề nó đến, nó đang vũ vây, nó đang đến chúng qua, không loại trừ ai. Nó được gọi, khi tôi được học thì nó được bên nước ngoài thì họ đã cảnh báo, nhất là người Việt Nam, thứ nhất là ăn cơm rất là nhiều, ăn tinh bột rất là nhiều. Cơm là chính, đúng không ạ? Chúng ta cứ đưa vào no bụng là chắc bụng là được, và chúng ta không biết được rằng tại sao nó, đặc biệt là các cô gái trẻ, sao cứ thấy vòng hai của mình càng ngay nó càng phì nhiêu ra. Lại không hiểu là chúng ta lại nghĩ rằng là phải đi detox, phải đi giảm béo này kia. Thì một cái lời khuyên, chúng ta hãy biết được bên trong của chúng ta đã. Đẹp phải từ bên trong và phải khỏe, đừng có đẹp từ bên ngoài và một cách rất là ngắn hạn thì nó sẽ không bền vững, đúng không ạ? Đó. Và khi mà nhìn thấy cái vấn đề đó, và chúng tôi là người đưa ra giải pháp, chúng tôi là cái giải pháp của chúng tôi hiện nay là giải pháp duy nhất và độc quyền, là một giải pháp. Chúng tôi là những người tiên phong xử lý, giáo dục, tiêu dùng, thay đổi ý thức hệ. Cái câu này nghe nó có vẻ là nó hơi cái thay đổi ý thức hệ nghĩa là nếu như chúng ta vẫn, tại sao chúng ta bị bệnh mà chúng ta đến bác sĩ lại cho chúng ta uống thuốc rồi chúng ta vẫn quay về cái lối sống cũ, vẫn ăn đêm, vẫn ăn khuya, vẫn đi thích giờ nào ăn giờ đó, vẫn ăn vặt, vẫn rồi, thì chúng ta đã bị vướng vào trong cái lối sống của chúng ta và chúng ta phải thay đổi ý thức hệ, nhất là các bạn trẻ. Cho nên chúng tôi là những người có cái quy chuẩn này.
cái quy chuẩn Wellness 60 ngày. Tôi kêu gọi tất cả chúng ta hãy ứng dụng trong cái quy chuẩn này. Và cái kiến thức này nó ở mãi ở trong gia đình của quý vị. Quý vị biết cách là chính là mình là bác sĩ cho mình. Đừng để cho chúng ta bị chạy đến, rồi bị lệ thuộc, rồi bị trễ ra, rồi chúng ta lay hoay trong đó, không ai giúp cho quý vị biết cái kiến thức làm bằng cách nào. Thì cái quy chuẩn 60 ngày nó là một cái combo. Nó là một cái combo, một cái bộ sản phẩm công nghệ Genomeceutical và một cái dòng dinh dưỡng chuyển hóa cùng với lại luyện tập khoa học, nó khác với lại chúng ta. Có thể là không sai nhá, chúng ta luyện tập là rất là tốt rồi. Chúng ta không cần, ví dụ những người lớn tuổi là chúng ta đi bộ là đã tốt rồi. Để cho cái sự trao đổi chất và chúng ta hít thở, đưa không khí vào trong cái buồng phổi của chúng ta là chúng ta đi bộ. Và những bạn trẻ, nếu chúng ta là người làm khối văn phòng, chúng ta ít đi lại và ít hoạt động, thì nên ứng dụng, hỏi với em Lý làm cách nào để cho chị hoặc để cho em ứng dụng vào cái quy chuẩn này trong 60 ngày. Và 60 ngày này làm được gì cho quý vị? Ở đây chúng tôi không bao giờ nói miệng và chúng tôi có những cái giáo trình quy chuẩn được đăng ký độc quyền. Nó được nói chuyện cam kết trên xét nghiệm mẫu. Cái điều này là quý vị thật sự phải, tôi không có chê hoặc là khen một cái vài sản phẩm nào. Và bản thân tôi thì tôi cũng đang rất dị ứng những cái thực phẩm chức năng ở bên ngoài. Tôi nói thật lòng. Tại vì cái nào họ cũng nói tốt, cái nào họ cũng nói hay và tôi không đả phá, nhưng tôi đang muốn trao cái thông tin, kiến thức, cái dữ liệu một cách khoa học. Đôi khi chúng ta vừa nghe thoáng qua tưởng là ôi chắc em Lý đang bán cái gì đây, đang bán cái sản phẩm gì đây. Và tôi xin đính chính nói rất rõ, tôi không đến đây để tôi bán sản phẩm đâu. Tôi muốn trao cho quý vị biết một kiến thức không bao giờ rơi vào tình trạng tai biến và đột quỵ. Để chúng ta hãy làm chủ, hãy là chính cái cuộc sống mình, hãy biết cách bảo vệ cuộc sống mình. Và tôi muốn một lời kêu gọi cho quý vị đến đây để hiểu được cơ thể mình đang thiếu gì. Và thông qua cái công cụ này để giúp cho chúng ta biết được cái xét nghiệm mẫu của chúng ta. Chúng ta không thể đẹp bên ngoài vì là theo đánh giá, nhìn theo hình thể, nhưng bên trong mẫu của chúng ta mới quyết định được cái sự sống của chúng ta. Thế thì cái thế mạnh và sự khác biệt của Rowanet là gì? Nó chứng minh được kết quả chỉ số xét nghiệm mẫu. Cho nên là tôi rất là, ở trong đây có thể có rất là nhiều quý vị ở ngành y, tôi rất thích được chia sẻ giải pháp này đến với những người về đúng về ngành y, đúng về những người doanh nghiệp họ có tầm nhìn, đúng về những người mà họ muốn đón bắt một cái cơ hội, một cái thông số, một cái dữ liệu. Cho nên là chúng tôi đã qua nước ngoài và chúng tôi đã đi học. Và chúng tôi rất trăn trở cái việc này, muốn lan tỏa, muốn làm một cái việc gì đó cho người dân Việt Nam. Và đặc biệt hôm nay là chúng tôi đã có mặt ở tại phiên bản này, đúng không ạ? Thế thì xét nghiệm mẫu, cho bác quay lại cái điều này. Chúng ta không thể, ví dụ 60 ngày này cái chỉ số cơ thể là eo, cổ, hông, cân nặng, BMI, FAST là mỡ đó, tuổi chuyển hóa. Và những cái thay đổi bên ngoài, những cái ngoại hình, đó chỉ là những cái thật sự chắc chắn nó sẽ xảy ra. Nhưng cái điều tôi muốn nói rằng là cái hồ sơ lipid máu này nè, cholesterol total, LDL là mỡ trong lòng mạch máu, HDL là làm cho cái thành mạch của chúng ta bền vững, triglyceride là gan chúng ta có nhiễm mỡ hay không, hoặc là đường huyết FBS, HbA1c, đường hồng cầu mới biết chúng ta là người tiểu đường hay không. Tại vì rất nhiều người khi tôi đi làm việc, có rất là nhiều người đến thì họ chỉ được xét nghiệm là glucose, đường trong máu thôi. Và khi mà người dân của chúng ta hay ăn cơm nhiều tinh bột cao thì đến là bác sĩ nói là tiểu đường type 2 bởi vì lượng đường. Nhưng chưa chắc chắn, nếu chúng ta kiểm tra HbA1c, đường hồng cầu thì mới quyết định chúng ta tiểu đường hay không. Chứ đừng vội để mà thấy như vậy đường hơi cao và chúng ta lại uống cái thuốc tiểu đường thì nó sẽ gọi là biến chứng. Biến chứng, người ta không chết vì tiểu đường, đúng không ạ? Nếu ai là ngành y thì hiểu rất rõ, chúng ta không chết vì tiểu đường mà chúng ta chết vì biến chứng của tiểu đường. Vậy sau 60 ngày thì chúng ta kiểm tra lại, xét nghiệm mẫu lại, so lại những cái hiện tại chúng ta và kể cả các
cô gái, à, những bạn bạn nữ, thì chúng ta kiểm tra luôn vòng 1, vòng 2 của chúng ta, và từ bên ngoài lẫn bên trong nó phải được chính từ bên trong. Đó là cái tôi muốn gửi đến cái thông điệp này. Kế tiếp nữa là giáo dục tiêu dùng, thay đổi ý thức hệ và thói quen. À, chúng ta thay đổi cái gì ạ? Thay vì bình thường tôi cũng thuộc về là Gen X, tôi cũng sinh ra vào cái thời điểm rất là khó khăn, cho nên là khi thời điểm đó tôi cũng ăn cơm rất là nhiều, nhà chẳng có gì ăn cả, ăn cơm là chính, ăn cho nó bụng rồi đi học chứ cũng chẳng có gì ăn. Nhưng hôm nay chúng ta hãy thay đổi một tí. Đầu tiên là chúng ta nhìn thấy 40% là rau xanh. Tôi thấy ở đây là chúng ta có rau xanh rất là nhiều, đúng không ạ? 40% là rau xanh. Thứ hai là 30% là chất đạm. Chúng ta đừng có ăn cho qua loa để cho no bụng, mà phải có đạm, phải có protein, phải có cá, trứng, thịt. Chúng ta phải nên ăn để mới cung cấp được những cái đạm vào trong cơ thể của chúng ta. Và 20% là tinh bột. Thay vì là chúng ta vào là chúng ta ăn cơm trước, thì chúng ta ăn rau, chúng ta ăn đạm, xong rồi còn là 20% là tinh bột, tương đương với một cái nắm tay của chúng ta. Đó là cơm mà. Người Việt Nam của chúng ta lại cứ ưu tiên cho cơm, bánh, bún, phở, đúng không ạ? Cơm là 20% và 10% là chất béo. Chất béo nó đến từ đâu ạ? Từ cá. Từ cá, từ hạt hạnh nhân, từ quả bơ tươi. Đó là những cái chất béo tốt. Và chúng ta ăn như thế nào? Tại sao lại có 4-4-12? Nghĩa là chúng ta ăn sáng xong, đợi cho 4 tiếng chúng ta nên ăn, đừng có nửa bữa lại bốc thêm cái nọ ăn, rồi ăn thêm miếng bánh, rồi uống một ly trà sữa. Thì đó là chúng ta làm gãy insulin trong tuyến tụy phóng ra, và chúng ta bị mắc tiểu đường, hoặc là tim mạch, hoặc là như thế nào. Đó là rối loạn chuyển hóa đến từ những cái giữa bữa này nè. Chúng ta hay ăn vặt sai giờ. Đến cái giờ ăn thì chúng ta lại không ăn, thì là bảo thôi ăn trước đi, tí ăn sau. Thế là đến rồi. Đừng bao giờ chúng ta ăn sau 7 giờ tối. Một cái lời khuyên, sau 7 giờ tối là làm gánh nặng cho lá gan. Cho nên khi mà lá gan chúng ta làm gánh nặng, nó không chuyển hóa được, thì các quý vị sẽ nhìn thấy cái vòng 2 của mình càng ngày nó bắt đầu hơn càng, nó càng to lên. Và thấy các ông thì ngày xưa bảo là bụng bự thì sang, đúng không? Nhưng bây giờ thì bụng bự thì nó không phải là có một cái câu nói vui, không sơ gan cũng tiểu đường, đúng không ạ? Chúng ta hãy để cho quản lý được cái mỡ xấu bên trong của chúng ta. Vâng. Và cái sản phẩm tốt thì sao ạ? Đón nhận dễ dàng. Phương thức kinh doanh thông minh thì mang lại sự thành công nhanh. Nhưng giáo dục tiêu dùng và thay đổi thói quen của cộng đồng thì mới tạo ra được sự tự động hóa trong chi tiêu, dẫn đến thu nhập thụ động bền vững. Đây có rất nhiều những bạn trẻ, nếu chúng ta tinh ý một tí xíu, chúng ta biết đạt nỗi đau của thị trường, chúng ta biết được cái vấn nạn và chúng ta có giải pháp, chúng ta có trong tay mình một cái chìa khóa giải quyết cái vấn nạn đó, thì chúng ta là một người cực kỳ giàu có. Sau hôm nay ai thật sự mong muốn cái điều này mà muốn lan tỏa ra, cũng như là muốn xây dựng cái nguồn thu nhập thụ động của gia đình mình, thì hãy đến liên hệ với lại em Lý ạ. Và đây chúng tôi phối hợp với một cái tập đoàn khoa học Unicity. Đây là partner, là những cái người mà làm việc với chúng tôi, được làm việc với một cái đối tác rất lớn. Unicity là một cái tập đoàn dẫn đầu thế giới trong ngành sức khỏe chuyển hóa, có tuổi đời 120 năm. Đến từ Hoa Kỳ, và công ty có nhiều sản phẩm được liệt kê trong dược thư PDA. Tại vì sao tôi sẽ nhấn mạnh về cái điều này? Nhất là những người ngành y thì họ không cần biết, họ chỉ biết sản phẩm nào hoặc là cái giải pháp nào phải được nằm trong PDA. Tại vì hàng ngàn cái sản phẩm ở ngoài kia ai cũng nói hay, nhưng sản phẩm nào phải được liệt kê trong PDA, nó đã lâm sàng trên con người và nó giúp cho can thiệp và hỗ trợ, tôi không nói chữa nhé, hỗ trợ cho một cái căn bệnh mà khi quý vị đang gặp phải, quý vị đang cần chân chỉnh, thì cái sản phẩm được nằm trong PDA là dành cho tất cả bác sĩ, tiến sĩ, người ta dựa vào đây. Đây là một cái quyển rất
là quan trọng cho những người ngành y. Cho nên chúng ta hoàn toàn yên tâm. Tại vì nếu chúng ta nói cái này hay cái kia hay, chưa chắc phải có được nằm trong PDI hay không. Và thường ngành y người ta không cần nói nhiều, người ta chỉ hỏi những cái này nó được lâm sàng và được đóng gói. Đó là cái thứ ba. Và Lab Solution của chúng tôi thì là một cái đội ngũ chuyên gia đã 10 năm trong cái lĩnh vực này. Và giáo trình khoa học RWNF và chiến lược kinh doanh phục vụ cho tầm nhìn sứ mệnh. Tôi là có cái sự cam kết cũng như là tôi mong muốn lan tỏa cái giá trị này ra cho 1 triệu người dân Việt Nam, tương đương với 1% dân số Việt Nam, 100 triệu dân, và 1% để giúp cho họ family, nghĩa là gia đình đến với gia đình. Mỗi gia đình chúng ta biết cách bảo vệ của mình thì chúng ta sẽ có cái cuộc sống chất lượng. Đây là tầm nhìn 1% dân số, và chúng tôi với một cái tiêu chí 300.000 trung tâm như thế này và lớn hơn rất nhiều, chúng tôi đang chuyển giao và mở rộng. Sau 2 tháng chúng tôi đã chuyển giao được 120 trung tâm. Và ngày hôm nay cũng giờ này đây đang diễn ra một cái khai trương ở tại số 126 Cầu Giấy, Hà Nội. Cũng cùng vào giờ này đang khai trương ở ngoài Hà Nội. Đó. Và đây là chúng tôi làm việc với những tập đoàn khoa học, cùng với cái hệ thống, cùng với cái tổ chức để chuyển giao cái kiến thức này cho em Lý ạ. Cung cấp cái giải pháp để giúp cho con người có thói quen sống lành mạnh, cân bằng chuyển hóa. Nếu chúng ta quản lý được cái xét nghiệm máu của chúng ta thì đó là chúng ta biết quản lý cái sự sống của chúng ta. Và đây là những cái chứng nhận, những cái kết quả, sẽ có hàng ngàn cái kết quả. Nếu như những bạn trẻ nào mà muốn, bây giờ phải làm sao, không cần phải ra phòng gym mà chúng ta hiểu được, chúng ta có thể hoàn toàn luyện tập ở nhà, và sau đó chúng ta có một cái bằng chứng chỉ, cái bằng chứng nhận cho chính cái cuộc đời của chúng ta. Và nếu như chúng ta muốn giúp cho một ai đó thì hoàn toàn các bạn trẻ có kiến thức ở trong này, không phải là chúng ta nghe theo một cái lý thuyết nào đó, và chúng ta hoàn toàn thực hiện trên một cái giáo trình này luôn. Và ngày nay chúng tôi có hàng gần 200.000 kết quả này rồi ạ. Vậy thì những cái điều tôi vừa chia sẻ với quý vị, liệu đã có ai có thay đổi chưa? Liệu ai đã làm được việc đó chưa? Và không đâu xa lạ, tôi sẽ mời lên đây một người em, và em cũng là một trong những chuyên gia. Em Nguyễn Thị Lan, em là người con của quê hương ở đây. Tại sao khi em Nguyễn Thị Lan và em Trịnh Văn Mão, hai em cùng với em Lý, ba anh em là, ba chị em là người con ở địa phương ở đây, các em nắm tay nhau và các em muốn làm một cái việc gì đó cho quê hương của mình, cho địa phương của mình và cho cái xã nhà. Nên hôm nay mời em Nguyễn Thị Lan em chia sẻ một tí xíu. Và em Lan là một doanh nghiệp rất lớn ở trong Hồ Chí Minh. Em hoàn toàn có thể có bác sĩ riêng cho mình, em hoàn toàn có cái điều kiện để mà đến những cái bệnh viện tốt nhất. Nhưng điều gì mà hôm nay em đã được ứng dụng cái quy trình này, em đã được qua nước ngoài em đi học, và em biết được đây là một tầm nhìn đối với cái góc độ của một người doanh nghiệp, thì họ rất tinh tế trong cái việc đánh vào cái nhìn ra được, đón đầu một cái đại xu thế. Cho nên em đón nhận cái cơ hội này, cái giải pháp này, và em chuyển giao, và dưới em cũng đang có những cái trung tâm đang chuyển giao. Xin mời câu chuyện của em Nguyễn Thị Lan ạ. Tiên cho con gửi lời chào thân tới tất cả các ông bà, cô chú, các anh chị em ở quê hương mình ạ. Con tự giới thiệu về bản thân con một tí. Hiện tại công việc của con đang là kinh doanh về ngành trang trí nội thất. Và hiện tại con đang là ở trong thành phố Hồ Chí Minh ạ. Cũng nói sơ qua một tí là nói chung là qua cái dịch bệnh Covid-19 ấy, các ông bà cô bác các anh chị cũng biết là vợ chồng con cũng rơi vào cái căn bệnh là rối loạn chuyển hóa đó. Thì con cũng ngoài hoài con đi con tìm cho mình một cái giải pháp về sức khỏe cho vợ chồng con. Thì cũng trong các mối quan hệ đó thì con cũng được một cái giáo gặp được cái giáo trình khoa học về cân bằng rối loạn chuyển hóa trên cơ thể, và thông qua và được cam kết trên chỉ số xét nghiệm máu đó.
thì hai vợ chồng con bắt đầu là vào quy trình quy chuẩn sau 60 ngày. Như các ông bà và các cô bác anh chị đã cũng thấy ạ, vợ chồng con thay đổi trong vòng 60 ngày, từ sức khỏe từ bên trong đến bên ngoài ạ. Sau khi sử dụng xong, thấy kết quả quá tuyệt vời, con cho xin phép bản thân con cũng đi ra nước ngoài cùng các những chuyên gia đi tìm hiểu và học hỏi tại sao những người ở xung quanh mình rất cần những cái giải pháp mà hiện tại vợ chồng con đang có, nên con đi học cùng với những cái chuyên gia ở bên nước ngoài để đem cái kiến thức này về để giúp cho những người, thứ nhất là trong gia đình mình trước, rồi xong bắt đầu với những người xung quanh mình, những người thân yêu xung quanh mình. Con cùng với cái đội nhóm của con là hiện tại bây giờ là đang là đi chia sẻ và mở rất nhiều cái chuỗi trung tâm trên cả nước, trên khắp đất nước Việt Nam vậy. Hôm nay thì con rất hạnh phúc đã đưa được cái giáo trình khoa học này về quê hương mình, cùng với em Lý ở đây sẽ là cái cánh tay nối dài để giúp tất cả các ông bà cô chú anh chị em mình biết sức khỏe của mình, biết được cái giáo trình khoa học này. Và tại sao trong công việc kinh doanh của con trước đây á, là đã tốt rồi, đã ok rồi, thì con nói là tại sao mình không đưa cái giáo trình này vào. Trước đây là trong việc kinh doanh cũ của con là một mình vợ chồng con là sẽ là tự đi tìm mối hàng và tự đi tất cả mọi thứ. Nhưng mà nhờ cái lực đòn bẩy ở trong cái hệ thống này, con không phải là một mình, nhưng mà có cả bốn đối tác. Thứ nhất là Ulicity, thứ hai là hệ thống Julie Power, thứ ba là đội ngũ cố vấn sẽ là những người dẫn dắt, những người cùng cầm tay, cùng nắm tay tụi con đi trên cái con đường mà lan tỏa cái giải pháp sức khỏe này cho tất cả mọi người. Dạ vâng ạ, nói chung là khỏe từ bên trong, đẹp từ bên ngoài rồi, và có một cái nguồn thịnh vượng rất là tuyệt vời, và một cái giáo trình khoa học và một cái tầm nhìn về sức khỏe để các ông, các bà, các cô, các bác, các cô cũng biết. Dù thế nào đi chăng nữa, cuộc sống có như thế nào thì sức khỏe của mình vẫn là cái cốt lõi. Nên hôm nay con muốn mang cái giáo trình khoa học này về đây cùng với em và cam kết trụ lại đây và vững với em làm cái cánh tay nối dài để đưa tất cả những cái giáo trình khoa học này đến cho tất cả mọi người ạ. Con xin cảm ơn ạ. Cảm ơn em Nguyễn Thị Lan rất là nhiều. Là một doanh nghiệp, tôi được biết khi mà đến nhà của em thì tôi đã nhìn thấy cái sự một cái vòng tròn doanh nghiệp của em rất lớn, và em đang cũng có một cái chuỗi em giao nhận cho 8 tỉnh miền Tây đó. Nhưng khi đó là cái trăn trở, nếu như cái khối lượng công việc của hai em quá nhiều và để chuyển giao cho các con của hai em thì các con không nhận, các cháu sẽ cảm thấy rất là sợ. Ở đây chúng ta có cái cảm giác đó không ạ? Đôi khi mình thấy cái công việc mình tốt nhưng mà chuyển giao cho con mình nó rất là sợ. Và em, vợ chồng của em Lan đã đón nhận cái giải pháp khoa học một cách tự động hóa và chuyển giao cho được cái hệ thống, cái chữ hệ thống ngày nay nó phù hợp với kinh doanh hiện thời ngày nay. Và cảm ơn em Lan rất là nhiều. Và như thế thì chúng ta mới nghe được một cái câu chuyện của một doanh nghiệp thôi. Vậy chắc có lẽ là doanh nghiệp họ bận, họ ăn, họ gặp vấn đề. Thế thì cái giới trẻ ngày nay có gặp vấn đề gì không? Thì ở đây chúng ta không ngoài ai khác, mời chuyên gia Mai Trang lên chia sẻ một chút câu chuyện của Mai Trang. Sẽ là một cái điểm tựa rất lớn và cũng sẽ chạm rất nhiều những các bạn trẻ cũng như là những người bậc làm cha làm mẹ, và chúng ta sẽ thấy được ồ, Mai Trang là một cô gái rất là xinh đẹp, mà trước khi xinh đẹp thì cháu cũng đã có những cái vấn đề trước đây đúng không ạ? Xin mời chuyên gia Mai Trang lên chia sẻ một tí ạ. Dành cho Mai Trang một tràng vỗ tay thật lớn nha. Một lần nữa là được gặp gỡ và giao lưu cùng với lại quý ông bà cô chú anh chị ở đây. Con xin giới thiệu lại nhưng mà không đưa nét nữa mà sâu một tí. Con tên là Mai Trang, năm nay con 22 tuổi. Con đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Trước đây là con đã từng là sinh viên của khoa sư phạm nhạc trường đại học sư phạm nghệ thuật Trung ương Hà Nội. Và ngày hôm nay con là một trong những
nhà tiên phong trẻ của dự án MOW này, thì con biết đến cái giải pháp khoa học Roganess này thông qua người mẹ của con, thông qua mẹ của con. Và thực sự là con thấy mình quá may mắn khi mà mình ở trong cái giải pháp này. Bởi vì đối với bản thân con thì như cô chú anh chị cũng đã nhìn thấy là thức ăn nhanh, fast food, rồi thức khuya, lười vận động, nó trở thành một cái lifestyle, phong cách sống của các bạn trẻ ngày nay rất là nhiều. Và để bố mẹ mà nói chuyện với các con về những cái vấn đề đó thì rất là khó, tại vì mỗi bạn sẽ có một cái chính kiến riêng. Thì bản thân con cũng như vậy. Thì cái đỉnh điểm là cái khoảng thời gian mà con thi lớp 12 thì ăn tối 1-2 giờ sáng là chuyện bình thường. Và có những ngày mà mình học là học thức trắng đêm luôn, không cần phải ngủ nghỉ ăn uống gì hết. Lúc đó là bánh tráng trộn, mì gói, rồi bánh mì hoa cúc, nó trở thành những cái món ăn rất là đặc trưng của con vào cái thời điểm đó. Và chuyện gì đến là nó cũng sẽ đến thôi. Nếu mà với cái lối sống đó rồi thì mình cũng sẽ rơi vào cái tình trạng gọi là rối loạn, giống như là quý cô chú anh chị cũng đã vừa nghe chuyên gia Thu Hồng chia sẻ. Thì bản thân con, nếu mà ở đây thì mọi người sẽ không nghĩ được là trước đây con đã từng như thế này. Đây là con đã rơi vào cái tình trạng gọi là mẩn ngứa mề đay. Nếu mà trước đây thì con cứ nghĩ là giống như là bị cái dị ứng da cơ địa thôi. Nhưng mà khi mà ở trong cái giáo trình khoa học này, con mới biết được là những cái mề đay này, những cái mà ở trong Sài Gòn miền Nam mà lại rạn nước chân tố máu như người đi làm ruộng lâu năm vậy đó, thì đó là cái dấu hiệu của cái sinh trùng nó đang xâm lấn vào bên trong những cái nội tại cơ thể của mình rồi. Nhưng mà vì mình không được cái không biết đến những cái thông tin kiến thức về sức khỏe thì mình sẽ không nắm bắt được. Và đến một cái thời điểm là con cảm thấy bị tức đì ở cái bụng dưới, thì con đi kiểm tra thì biết được là mình gặp vấn đề về đa nang buồng trứng. Mỗi bên là trên 10 nang và mỗi nang nó phải là 4-5 mm. Và cái thời điểm đó bác sĩ cũng khá là bất ngờ, tại sao là một cái cô gái quá trẻ, xinh đẹp cũng không đến nỗi gọi là ấy, nhưng mà tại sao lại rơi vào cái tình trạng gọi là chuỗi nang nhiều đến như vậy. Lúc đó con cũng rất là hoang mang, tại vì mình cũng đã ngừa trước rồi nhưng mà vẫn nhận cái tờ giấy như vậy. Con mới quá là may mắn. Hiện tại bây giờ con cũng cảm thấy mình quá may mắn, rất may mắn. Tại vì mình còn quá trẻ, gặp biến cố về sức khỏe mà mình lại nắm bắt luôn được một cái giải pháp Roganess, cam kết trên xét nghiệm máu, cam kết trên chính cái máu của mình, không phải là bất kỳ một cái sự cảm nhận hay là một cái cảm xúc nào cả, mà là trên chính xét nghiệm máu của mình. Nó là cái khung tham chiếu, là cái thước đo khoa học nhất mà mình có thể nói chuyện chung với những ngành y là như vậy. Như các cô chú anh chị cũng đã thấy là đây ạ, buồng trứng trái phải đều trên 10 nang và đây là sạch hoàn toàn luôn ạ. Điều đó có đáng chúc mừng cho sự có mặt của con em không ạ? Tại vì cái thời điểm đó bác sĩ cũng nói là nếu như mà phải theo dõi, nếu như mà nó phát triển nhanh và lớn nhanh thì buộc phải cắt bỏ, không thôi là sẽ phát triển thành tế bào ung thư. Vậy thì một cái người mà có cái tế bào ung thư mà còn đứng ở đây để chia sẻ cho quý cô chú anh chị thì có tuyệt vời không ạ? Dạ, cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Và thật sự là con được tái sinh trong một cái cuộc đời mới, hoàn toàn thay đổi luôn ạ. Tức là không phải chỉ đẹp mà bên ngoài không, mà con thật sự khỏe ở bên trong. Cái xét nghiệm máu nó mới nói lên được tất cả. Và con cũng may mắn là con được có cơ hội để đi qua nước ngoài dự một cái hội nghị y khoa thượng đỉnh trên toàn cầu. Và con may mắn được một cái hội trường hơn 50 quốc gia họ hội tụ về, hơn 10.000 con người, mà mình lại là một cái người quá trẻ, một cái giới trẻ người Việt Nam, tại sao lại xuất hiện được ở đây, tại sao mình được nghe những cái thông tin, những cái phát ngôn trực tiếp từ những nhà khoa học, mình làm việc và được nắm bắt cùng với những các y bác sĩ đồng ngành, thì có phải là quá may mắn không? Cùng với lại những cái kết quả đó thì tại sao con không đứng ở đây trụ cho thế hệ trẻ Việt Nam này? Tại vì nếu như mà có vấn đề về sức khỏe, có đi thăm khám mà vẫn cái lối sống cũ, thì không ai có thể bước vào cuộc đời con mà thay đổi được bản thân con. Thì chỉ có chính con mới giải quyết được cái vấn đề của mình. Ngày hôm nay con mong muốn mình trụ ở đây để giúp cho nhiều người bạn trẻ hơn nữa nắm bắt cái giải pháp này, nhưng rộng nó ra. Và con xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe, và chúc cho anh chị Hoàng Lý, Khai Trương, Hồng Phát và còn lan tỏa đến các xã lân cận đó. Con xin hết. Tuyệt vời đúng không ạ? Tôi đứng ở trong đây và tôi cũng có một chút cảm xúc, vì tôi cũng gần ở nhà cháu Trang. Nên khi tôi biết bắt đầu cái cuộc sống của cháu Trang và hôm nay cháu được như vậy, thì tôi cũng là cái người rất là hạnh phúc.
và tôi đang chuyển giao cái giáo trình này cho các bạn trẻ. Tôi đã có một cái đội ngũ, một cái thế hệ kế thừa để chuyển giao cái kiến thức này. Tôi mong muốn kêu gọi tất cả chúng ta, và hôm nay tất cả chúng ta hiểu được cái lý do vì sao mặc dù chưa suôn sẻ nhưng em Lý trụ lại ở đây, và em Lý biết rằng cái điều mình đang làm là gì, cái đích đến của mình là gì, mục tiêu là gì, và cái giá trị cốt lõi em Lý muốn giúp cho những người dân ở đây là như thế nào. Cho nên em Lý đã hoàn toàn kiên định và hiểu được cái việc mình đang làm, vì em đang làm những cái việc mà đạo đức nhân văn, để muốn lan tỏa ra giá trị cộng đồng. Và tất cả chúng ta hãy dành cho trung tâm đầu tiên tại thôn Yên Lạc, xã Đồng Hóa, tỉnh Hà Nam và huyện Kim Bảng, đúng không ạ? Đây là một cái trung tâm đầu tiên đánh mốt ở đây, và chúng ta hãy dành cho trung tâm của hai em Hòa Lý, và đặc biệt là em Nguyễn Thị Lý đứng lên trụ cho cái trung tâm này. Dành cho em một tràng pháo tay thật lớn nha. Dạ vâng, đây là chúng ta đã vừa nói chuyện và chia sẻ trong một chút xíu, mặc dù thời gian không nhiều, nhưng chắc chắn chúng ta sẽ có những cái phần quà và phần thưởng kế tiếp ở đây. Xin mời cô MC xinh đẹp